Indonesia mua bàn thắng trong hai trận đấu với Curacao để thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng vẫn tự hào ngông cuồng ảo tưởng, khán giả Đông Nam Á nói đúng một điều tự thấy nhục. Đội tuyển Indonesia vừa tạo nên cơn sốc khi mà giành thắng lợi trước hai trận đối đầu liên tiếp trước một đội bóng là Curacao trong trận giao hữu khuôn khổ FIFA Day. Bất ngờ hạ gục đối thủ xếp trên mình tới 71 bậc FIFA là một thành công vô cùng ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-seong. Chiến thắng này không chỉ là một cú hích tinh thần cực lớn cho đội tuyển Indo trong giai đoạn chuẩn bị AFF Cup 2022, mà đó còn giúp cho đội tuyển xứ vạn đảo có một bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, nhờ đánh bại đối thủ có thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Indonesia đã được cộng số điểm cực kỳ lớn. Cụ thể, theo tính toán của Footy Ranking, đội tuyển Indonesia được cộng tới 7,41 điểm sau trận thắng đầu tiên với Curacao, nâng tổng số điểm hiện tại là 1019,19 lên 1026,6 điểm. Số điểm này giúp cho đại diện Đông Nam Á tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên thứ 153 thế giới. Đội tuyển Indo sẽ còn được cộng nhiều điểm hơn và tiếp tục tăng thêm nữa khi mà trong trận đấu lượt về giữa đội tuyển vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, Indo lại tiếp tục giành chiến thắng. Quả thực đây là một kết quả không tưởng với những nhận định trước trận đấu. Cả Đông Nam Á nghe qua thì đều phải nhìn Indonesia bằng một con mắt khác. Tuy nhiên sau hai chiến thắng bất ngờ, các phóng viên đã ngay lập tức phát hiện ra những điểm bất thường. Và ngay sau khi thu thập thông tin, hàng loạt những tờ báo thể thao top đầu khu vực đã lên tiếng vạch trần về hành vi phi thể thao của Indo vừa qua. Cụ thể, tờ Thái Ranh của Thái Lan đã khẳng định Indo và Curacao có dấu hiệu hành vi bán độ nhằm giúp Indo có điểm vào qua mặt FIFA. Theo đó, mọi điểm đã được sắp xếp khi mà Curacao còn chưa sang Indo thi đấu. Được biết, trong thành phần gọi đội tuyển Curacao tới Indo trong giải giao hữu FIFA Day tháng 9, có tới 6 cầu thủ đội tuyển Curacao vẫn đang thất nghiệp. Và còn ngạc nhiên hơn nữa, sau cái tên thất nghiệp của đội tuyển này lại là 6 cầu thủ ra sân đá chính ở cả hai trận đấu gặp Indo. Có thể kể đến một số cái tên như là đội trưởng Kuko Martina, hậu vệ Michael Media, tiền vệ Martina và đặc biệt là ngôi sao số 1 Leonardo Bukuna. Bukuna từng là một cái tên thi đấu là trụ cột của Aston Villa trước khi kết thúc hợp đồng với Cardiff City. Cho tới nay, anh vẫn chưa tìm thấy cho mình một đội bóng để đầu quân. Trong khi đó, đội trưởng này thì cũng đã thi đấu cho những câu lạc bộ nổi tiếng trước khi trở về Hà Lan và thất nghiệp trong tháng 6 vừa qua. Với việc các cầu thủ thất nghiệp quá lâu và gặp vấn đề về kinh tế, các phóng viên của tờ báo Thái Lan khẳng định đã có bằng chứng về việc Indo và các cầu thủ này có thỏa thuận về tài chính để đổi lấy những kết quả có lợi cho Indo. Thêm vào đó, các phóng viên còn đặt ra cả vấn đề là ban huấn luyện Curacao đang bàn bạc với Indo về kết quả trận đấu. Nếu như bạn xem trận đấu giữa hai đội vừa qua đều có thể thấy rõ, Curacao để Indonesia ghi bàn bất thường, trông giống là diễn xuất hơn là việc để cho các cầu thủ bị bất ngờ thật sự. Từ những luận điểm đã phân tích ở trên, tờ báo Thái Lan khẳng định, dù ít nhiều thì cũng đã có sự can thiệp của những thứ không liên quan tới bóng đá. Và khán giả Indo và khán giả khu vực thì không nên vội vàng tin vào những gì mà liên quan tới bóng đá Indo công bố. Ngoài tờ Thái Ranh, còn nhiều tờ báo khác trong khu vực cũng đã đưa thông tin về những nghi ngờ này, như tờ Cosmo của Malaysia và tờ Time Now của Singapore. Trước những thông tin của báo giới trong khu vực viết về mình, đội tuyển Indonesia vẫn đang sừng sững và không ăn mừng chiến thắng trong những ngày vừa qua. Hết huấn luyện viên Shin rồi đến chủ tịch Irawan, điều hành thì có những bài phát biểu rất hoành tráng. Năm nay chúng tôi đã hoàn thành trận đấu trong dịp FIFA Day, huấn luyện viên Shin nói với Bola Sport. Chắc chắn vào năm sau, các trận đấu như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức. Thậm chí tôi còn muốn đấu với những đối thủ có thứ hạng cao hơn Curacao. Điều đó sẽ chỉ giúp cho đội tuyển Indo thêm mạnh hơn. Có thể huấn luyện viên Shin đang mơ mộng và cũng phải thừa nhận rằng Indo, đội tuyển đứng thứ 155 trên bảng xếp hạng FIFA đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc. Bắt đầu bằng việc xếp nhì AFF Cup 2020, sau đó họ giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup và mới nhất là hai chiến thắng liên tiếp trước Curacao. Đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các giải lớn của châu Âu. Đà thăng tiến của Indo đang mang đến những thách thức cho tuyển Việt Nam hay là Thái Lan và các đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Iriawan cũng đã ấn tượng với những gì mà huấn luyện viên Shin đã làm. Ông Iriawan khẳng định PSSI sẽ xúc tiến tìm các đối thủ trong top 60 thế giới để Indo có thể thử tay. Chúng tôi thì vẫn đang thảo luận và yêu cầu đối thủ của Indo sắp tới có thứ hạng cao hơn với đội hiện tại. Tôi yêu cầu các đội bóng đó phải nằm trong top 60 thế giới và tôi đã giao nhiệm vụ cho giám đốc kỹ thuật cũng như là ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indo. Tôi chắc chắn muốn có một đối thủ khó khăn hơn, thứ hạng cao hơn.
Và nếu có thể thực hiện như lời tuyên bố của ông Irawan, Warivesin, đội tuyển Indo sẽ gặp một số các đội như là Ghana, Bunisa, Phần Lan, Romania. Đây đều là những cái tên đứng từ 50 cho tới 60 thế giới. Hãy chờ xem Indonesia sẽ tăng độ khó của mình tới đâu. Trước những tuyên bố rất hùng hồn của đội tuyển Indo, khán giả khu vực muốn được một fan cười hả hê và mỉa mai Indo. Người hâm mộ Chanasiza đã viết, Indonesia chỉ giỏi nói khoác, hãy nhìn sang Việt Nam và học hỏi sự khiêm tốn của họ. Cố thêm 10 trận nữa thì các ông cũng không thể bám đuôi được Việt Nam. Sau hàng loạt trận FIFA Day vừa qua thì Việt Nam không chỉ giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á mà còn áp sát trên nhóm trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật được công bố vào ngày 6 tháng 10. Vào những thời điểm như thế này thì chúng ta có thể là xem trước qua thông tin tính toán của Football Ranking dựa trên công thức tính điểm của FIFA. Với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam không chỉ vô địch Cúp Giao hữu Hưng Thịnh 2022 mà còn ấn định thêm 4,76 điểm với 3,05 điểm đã có từ trận thắng Singapore. Việt Nam cộng thêm 7,81 điểm vào tổng điểm, chia tay vị trí 97 để tiến lên vị trí 96. Lý do ngoài sự thăng tiến của Việt Nam, đội tuyển đứng thứ 96 trước đó đã bị trừ 5,49 điểm. Lần gần nhất chúng ta đứng vị trí 96 là tháng 6 2022, nhưng mà tụt bậc do sự thăng tiến mạnh mẽ của Palestine. Thêm một điều đáng nói nữa là đội tuyển Việt Nam đã trình làng một loạt nhân tố mới đầy tiềm năng. Đây chính là điều khiến cho cả Đông Nam Á dày chừng OPEC. Trong đội hình hội quân đá giao hữu vừa qua, huấn luyện viên Park đã cho biết ông hài lòng với sự thử nghiệm của đội hình. Phát biểu này của ông Park không hề xã giao mà thực tế cho thấy cá nhân mới được trao cơ hội và thể hiện rất tốt, để lại ấn tượng hơn có lẽ là các tiền vệ. Phan Khan trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia đã nổ súng. Đáng nói anh chơi tự tin là một điểm sáng mỗi khi đoàn quân áo đỏ lên bóng trong trận thắng Singapore. Trong Ngọc Quang được sử dụng như là một tiền vệ con thoi, cũng như là hùng dũng và hoàn thành tốt nhiệm vụ với khả năng bao bọc sân, di chuyển tốt và tranh chấp hiệu quả. Đó là chưa kể tới Văn Quyết. Cái tên được ông Park bố trí chơi như là một hộ công đã thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình. Nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, độ tinh quái, khả năng phối hợp dứt điểm. Việc nhân tố mới thể hiện xuất sắc hẳn đã khiến cho huấn luyện viên Park cảm thấy khó xử. Trong tay nhà cầm quân Hàn Quốc thể hiện và đang sở hữu rất nhiều tiền vệ chất lượng. Ngoài những cầu thủ vừa nêu thì ông Park còn có Tuấn Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải. Từ giờ tới AFF Cup không có những chấn thương đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam sẽ có một lực lượng hùng hậu nhất, có chiều sâu nhất để chinh phục ngôi vương tại Đông Nam Á.